Tại sĩ cái đoạn kia tao test speed thử con này lên được bao nhiêu. Á đù. Hôm nay đi đón Su con Lê Anh về Đà Nẵng. Sẽ quay lại cái hành trình đi đón cho các bạn xem. Cái view này đúng đẹp. Mày ăn có xì chưa, tao hấp cánh không còn ổn ra không. Cười gì đụng gì. Ông bưng cái cơm gì ăn đi. Con mình ăn cánh không. Sửa tay đi. Để xí cái đoạn kia tao test speed thử con này lên được bao nhiêu. Á đù. Bữa giờ đây các bạn ăn giờ còn đứng không lấy? Còn ấy. Đứng ngay chỗ 13 thôi. Mà giờ trưa 1 giờ ai đứng? Tùy. Mà ngoài đó làm thủ tục thao tác xong chưa? Đi. Ra bốc đi luôn với... ra mắm thôi. Còn tùy. Chứ còn... những lúc xếp em chỉ tiêu của phải đứng ở đó chứ. Nó điện chuẩn bị ra bốc vô luôn. Gần 1 giờ chạy về. À, đang nói chuyện sâu á. Mày ngủ chứ mày? Thôi mẹ không mẹ sẽ đô đấy, con ra rồi đánh cô rồi điện bùng bố luôn được. Bị hư gì nó mới đậu cái đây thôi. Đậu lại. Ủa xe đó có hai cái đầu luôn kìa. Một. Mà nhìn là sau lưng á, hai đầu luôn. Nó một kéo, đầu nó kéo, không? Nó kéo, nó kéo. Thế phải xoáy đầu lại để mơ. Không Lê mày hiểu sao đâu. Ta đang nói là cái xe mày tưởng là nó quay ngược rồi đúng không? Không phải, nó đang kéo cái xe kia. À, cái xe mà để mấy người nhìn lại là nó kéo á. Mình cái tưởng nó quay đầu, thì nó là cái xe trước nó kéo xe đó. Giống như mấy bữa mà cái mấy mẹ quay lại cái video clip mà mấy kia chạy lái xe mà để hai chân lên lái á. Thì đang ngồi lên cái xe ấy. Được thôi. Ngồi lên xe đồ gì. Ừ. Cô chưa? Để lên chỉ để cô đi. Bắt cái xe lên đi. Lên đi, lên đi. Lên đâu bằng cầu lên cô. Chỗ này tầm test mắt speed mà. Mắt speed từ đây chỉ là để ra test đây.
sẽ là biển ta. Đây đây. Mà đẹp bán tải qua bên Malaysia đua này. Làm thêm con giờ đấy. À. Tầm 3 rồi. Tầm tám mấy à? Lăng cô thì không thay đổi mà cảnh dương có thay đổi. Nếu làm vậy nó phải làm đường rộng là đúng không Lê? Phải mở đường rộng đây. Thì tương lai đất ở biển là phải mua hết, nó mua hết nó làm. Đất ở biển mỗi chỗ chứ game chứ. Mua mình này nhà mua chơi đồ vòng toàn 5 tỷ 7 tỷ đó. Mua đây ngồi á. Thì bên biển mới khai thác du lịch được vậy. Bởi con quy, ví dụ như kia bởi nặng như thằng khác, ở đây thằng khác. Điểm báo cho cái làm bỏ đúng không? Khai thác cái gì đủ mà. Giờ quê tao đất mà ngoài biển nó không có làm sổ đỏ vì cái đó là nó sẽ lấn biển á. Thành ra nhà nước không cấp sổ, mà không cấp sổ đỏ thì bán khó, bán sẽ được. Su nè. Su. Ờ gọi là cờ bóng xị kìa. Còn nó là 2 tỷ mấy anh nhỉ? Con 200 với 250 là rẻ.